Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Nam. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết 10 trận chiến làm thay đổi lịch sử nhân loại phần 4. Còn chần chừ gì nữa, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Đây là phần cuối của series video về những trận đánh làm thay đổi lịch sử nhân loại. Nội dung video hôm nay mặc dù hơi khác so với tiêu đề của video này, cũng như series video, nhưng mình nghĩ danh sách sau đây cũng rất xứng đáng để được nêu lên. Đó là những trận đánh tuy không có đủ sức mạnh thay đổi lịch sử như trong top 10, nhưng cũng rất vĩ đại và có sức ảnh hưởng rất lớn tới các quốc gia, dân tộc được nhắc tên tới trong video. Trận Salamis năm 480 trước công nguyên, bảo vệ văn minh phương Tây. Là trận thủy chiến lớn đầu tiên của lịch sử nhân loại giữa quân đội Ba Tư của đế chế Achaemenid và liên quân các thành bang Hy Lạp mà đứng đầu là Athens. Hải quân Ba Tư với số lượng áp đảo vượt trội, hy vọng có thể nghiền nát hải quân Hy Lạp tại eo biển Salamis, rồi từ đó phối hợp với bộ binh của vua Xerxes trên bộ mà chinh phục toàn cõi Hy Lạp. Tuy nhiên, lợi dụng địa thế nhỏ hẹp của eo biển, quân đội Hy Lạp vô hiệu hóa ưu thế về số lượng của quân Ba Tư giống như ở trận Thermopylae. Nhưng khác với trận chiến trước, lần này quân đội Ba Tư mới là bên bị bao vây bởi người Hy Lạp. Kết cục của trận chiến là thất bại toàn diện của quân Ba Tư. Từ đây, hải quân Hy Lạp không có đối thủ, đe dọa các đội quân Ba Tư trên đất liền, khiến đối phương phải rút lui. Trận Salamis là trận thủy chiến lớn đầu tiên trong lịch sử nhân loại, là tinh hoa của nghệ thuật quân sự lợi dụng địa thế và lấy ít địch nhiều. Trận đánh cũng ngăn chặn cuộc xâm lược của đế chế Ba Tư Achaemenid vào các thành bang Hy Lạp. Để rồi vài năm sau, người Hy Lạp quét sạch quân đội Ba Tư vĩnh viễn trong trận Platae. Chiến thắng của người Hy Lạp cũng là sự bảo vệ nền văn minh Hy Lạp, tinh hoa cổ đại phương Tây trước sự xâm lược của văn minh phương Đông. Trận Cannae năm 216 trước công nguyên, chiến thuật quân sự lưu danh muôn đời. Trận chiến kinh điển của nghệ thuật quân sự nhân loại giữa quân đội Carthage do danh tướng Hannibal chỉ huy đối đầu với quân đội La Mã tại đồng bằng Cannae. Quân đội Carthage sau khi vượt dãy Alps tiến vào lãnh thổ của La Mã đã đánh bại các đội quân La Mã tại Trebia và Transimir, phía bắc Italy, áp sát thành Rome. Người La Mã đã tập hợp các lực lượng còn lại để ngăn chặn bước tiến của Hannibal. Tại Cannae, quân đội La Mã tập hợp được gần 90.000 người, phần lớn là bộ binh, áp đảo quân đội Carthage chỉ có gần 40.000 người. Vậy nhưng, người Carthage lại nắm giữ yếu tố quyết định cuộc chiến, đó là kỵ binh. Hơn 8.000 kỵ binh Carthage dưới sự chỉ huy của Hannibal đã tạo nên một kỳ tích huy hoàng khi đánh bại quân đội La Mã đông hơn gấp đôi bằng chiến thuật vu hồi mà hàng ngàn năm sau, các nhà quân sự vẫn phải học theo. Kỵ binh Carthage càng quét quân đội La Mã, lúc này chưa phải những binh đoàn Legion thiện chiến, biến trận chiến thành một cuộc thảm sát. Quân đội La Mã gần như bị hủy diệt sau trận đánh, không còn đối thủ nào cho Hannibal trên đất La Mã nữa. Là một trận đại thắng về mặt quân sự cho Carthage, chiến thuật vu hồi mà Hannibal sử dụng được các tướng lĩnh học hỏi suốt ngàn năm sau, biến ông thành một tượng đài quân sự vĩnh cửu. Tuy nhiên, sau trận chiến này, Hannibal lại không tiêu diệt được La Mã dù không còn ai ngăn cản được ông đến thành Rome nữa. Để rồi sau đó, nền văn minh Carthage bị hủy diệt bởi La Mã. Trận Phì Thủy năm 383, bảo vệ văn minh Hán tộc. Là trận đánh chênh lệch nhất trong lịch sử nhân loại khi một bên là đội quân nhà Đông Tấn nhỏ bé, chỉ có 80.000 người, đối đầu với gần 1 triệu hùng binh của nước Tiền Tần. Nếu đội quân nhỏ bé của Đông Tấn không ngăn chặn được đối phương, lịch sử Trung Quốc có lẽ đã rất khác. Nền văn minh của người Hán sau ngàn năm rực rỡ phải đối mặt với thảm họa diệt vong khi ở miền Bắc loạn Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, người Hán mất đất đai về tay các dân tộc người Hồ. Trong khi ở miền Nam, nhà Đông Tấn yếu nhược, không thể lấy lại đất đai phía Bắc. Vua Phù Kiên nước Tiền Tần thống nhất các tộc người Hồ, đưa 90 vạn quân tiến xuống phía Nam để tiêu diệt nhà Đông Tấn. Nếu thành công, người Hồ chắc là sẽ cai trị toàn cõi Trung Hoa, chứ không phải là người Hán. Để đối phó, nhà Đông Tấn thành lập đội quân Bắc Phủ, gồm 8 vạn người được huấn luyện chuyên nghiệp. Hai bên đối đầu nhau ở hai bên bờ sông Phì. Quân tiên phong của Tiền Tần tiến đến trước, nhưng bị quân Đông Tấn được huấn luyện tốt, cùng thủy quân mạnh mẽ dễ dàng đánh bại. Tiền quân bị tan vỡ, khiến quân Tiền Tần ở phía sau nao núng. Đúng lúc này, quân Tấn quyết định vượt sông. Quân Đông Tấn gửi thư cho Phù Kiên, nói rằng hãy lùi quân ra phía sau để giao chiến. Phù Kiên cậy Đông quân nên đồng ý,
rốt cuộc bị nội gián của Đông Tấn trong quân Tần phao tin quân Tần thất trận, phải rút lui khiến lòng quân tan vỡ. Quân Đông Tấn cũng nhân cơ hội đánh phối hợp, khiến quân Tần đại bại hoàn toàn. Không chỉ bảo vệ được nhà Đông Tấn, trận Phi Thủy còn bảo vệ dân tộc Hán trước sự xâm lược của dân tộc Hồ ở phía Bắc, tạo tiền đề cho dân tộc Hán phát triển bán rễ suốt hàng ngàn năm nữa. Nếu người Hồ chiếm được cả Trung Hoa, có lẽ tương lai của đất nước này đã rất khác. Trận Ain Jalut năm 1260, sự thất bại lần đầu của kỵ binh Mông Cổ. Thế kỷ 13 là thời đại của chết chóc. Đại dịch Black Death hoành hành khắp từ châu Á sang châu Âu. Vó ngựa Mông Cổ hủy diệt khắp nơi và xung đột tôn giáo đẫm máu bởi các cuộc thập tự chinh. Các vương quốc Hồi giáo là bên chịu thiệt hại nặng nề nhất. Kinh thành Bagdad, Hoa Lệ bị quân Mông Cổ giày xéo và tiếp tục tiến đến vùng Palestine. Nhận thấy nguy cơ vùng đất thánh rơi vào tay quân Mông Cổ, Sultan của vương triều Mamluk, Ai Cập đã quyết định đưa quân đến ngăn chặn. Quân Mông Cổ lúc này lại mất phần lớn quân đội do chủ tướng Hulagu lui binh về để tranh ngôi đại hãn. Chỉ có một bộ phận nhỏ quân Mông Cổ do Kitbuga tiếp tục tiến công. Với kinh nghiệm vượt trội, đội quân này dễ dàng đánh bại các đội quân Hồi giáo cản đường và kể cả nhóm quân tiên phong của Ai Cập. Tuy nhiên, quân Mông Cổ có số lượng quá hạn chế, lại phải hành quân dài ngày, trong khi quân đội Hồi giáo sung sức, quyết tâm hơn và số lượng đông hơn đã phản công tại bình nguyên Ain Jalut, tiêu diệt quân Mông Cổ kể cả chủ tướng Kitbuga. Đây là thất bại đầu tiên và duy nhất của kỵ binh Mông Cổ trước một đội kỵ binh khác trong thời đại bá chủ của họ. Người Hồi giáo coi đây là chiến thắng quyết định trước kẻ thù Mông Cổ, bảo vệ tôn giáo của họ, ảnh hưởng đến cục diện của vùng Trung Đông hàng trăm năm sau. Kỵ binh Mamluk của Ai Cập cũng là đội kỵ binh duy nhất đánh bại kỵ binh Mông Cổ, mang ý nghĩa tinh thần to lớn rằng kỵ binh Mông Cổ không phải bất khả chiến bại. Trận Constantinople năm 1453, thất bại lớn nhất của Thiên Chúa giáo trước Hồi giáo. Sau hơn 1.000 năm tồn tại, đế chế Byzantine đứng trên bờ vực diệt vong trước sự trỗi dậy của đế chế Hồi giáo Ottoman, còn các quốc gia Công giáo Tây Âu thì xa lánh vì cuộc đại ly giáo. Thành Constantinople vẫn là pháo đài bất khả xâm phạm bảo vệ cho đế chế này cho đến khi Ottoman chế tạo ra những khẩu pháo Dardanelles nặng 16 tấn. Sau nhiều năm chiến tranh, đế chế Byzantine hùng mạnh xưa kia nay chỉ còn mảnh đất xung quanh thành Constantinople nhỏ bé, bị kẻ thù bao vây khắp bốn bề. Nhận thấy thời cơ tiêu diệt đế chế Thiên Chúa giáo đã đến, Sultan Mehmed II quyết định tấn công kinh đô Constantinople. Giáo hoàng và các quốc gia Công giáo cũng nhận thấy nếu Constantinople sụp đổ, cả châu Âu sẽ bị Hồi giáo đe dọa. Họ quyết định tập hợp lực lượng để ứng cứu Constantinople. Nhưng châu Âu giờ đây đang là thời kỳ chiến loạn khắp nơi, đế chế La Mã thần thánh chưa được thống nhất dưới nhà Habsburg, Anh Pháp đang chiến tranh trăm năm. Giáo hoàng chỉ kêu gọi được vài ngàn lính đánh thuê từ Italy đến tiếp viện. Đội quân này là không đủ để ngăn chặn đại quân Hồi giáo hàng vạn người. Điểm tựa duy nhất của quân đội Thiên Chúa giáo là những bức tường của Constantinople. Nhưng pháo Dardanelles của Ottoman đã xuyên thủng được nó. Cuối cùng, sau 53 ngày đêm chiến đấu, người Hồi giáo chiếm được Constantinople, biến kinh đô Thiên Chúa giáo một thời trở thành thủ phủ của đế chế Hồi giáo Ottoman. Byzantine diệt vong sau hơn 1.000 năm tồn tại. Sự sụp đổ của Byzantine và thành Constantinople đã mở ra cánh cửa vào châu Âu của người Hồi giáo. Từ đây cho đến thế kỷ 19, châu Âu luôn canh cánh lo sợ kẻ thù này. Đồng thời, sự sụp đổ của Constantinople cũng dẫn đến thời đại phục hưng của châu Âu khi các tinh hoa của Byzantine lưu lạc đến Italy, khép lại đêm trường Trung Cổ. Trận Lepanto năm 1571, chiến thắng của Chúa. 100 năm sau khi chiếm được Constantinople, đế chế Ottoman lúc này đã làm chủ được nửa đông địa Trung Hải, đánh bại đối thủ là công quốc Venice. Giờ đây, họ ráo riết xâm chiếm nửa còn lại để thống trị địa Trung Hải với hạm đội hùng hậu hơn bất kỳ quốc gia Thiên Chúa giáo nào. Để chống lại, một liên minh thần thánh được thành lập bởi giáo hoàng, đứng đầu là đế chế Habsburg Tây Ban Nha, Venice và các thành bang Italy. Họ tập hợp được một hạm đội hỗn hợp để có lực lượng ngang ngửa với hải quân Hồi giáo. Người Ottoman có quân số và thuyền chiến nhiều hơn, đặc biệt là lực lượng cung thủ thiện chiến. Tuy nhiên, liên minh lại có lợi thế về hỏa lực với các thuyền chiến Galias mạnh mẽ đặt nhiều trọng pháo.
Những chiếc thuyền này là mấu chốt dẫn đến chiến thắng của quân đội Thiên Chúa Giáo khi nó có thể tiêu diệt chiến thuyền đối phương từ khoảng cách xa, trong khi quân Ottoman giữ nhiều vào lợi thế từ cung thủ. Hải quân Liên minh đứng vững trước các đợt tấn công của đối phương, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Nhưng đúng lúc cao trào, tàu Sultana chở chỉ huy Ottoman Ali Pasha bị bao vây. Quân Thiên Chúa Giáo tràn lên tàu giết chết ông này và treo đầu của ông lên, khiến quân Hồi giáo mất hết tinh thần. Cộng thêm những tổn thất khi chiến đấu dẫn đến sự hủy diệt của gần như toàn bộ hải quân Ottoman. Quân đội Liên minh Thần Thánh chiến thắng vang dội. Là chiến thắng chặn đứng sự bành trướng trên biển của đế chế Ottoman, khiến lực lượng hải quân của đế chế này không thể hồi phục mạnh như xưa vì tổn thất về vật lực, thuyền có thể thay thế được, nhưng tổn thất về nhân lực là không thể thay thế. Tuy các quốc gia Thiên Chúa thắng trận, nhưng họ cũng không thể chiếm được mảnh đất nào, vì trên bộ, quân Ottoman vẫn quá hùng mạnh. Trận chiến này cũng là thời điểm khép lại thời đại của những chiếc thuyền chèo gali chở quân, mở ra thời đại của thuyền chiến mang đại bác Gunboat. Trận Saratoga năm 1777, trận đánh khai sinh nước Mỹ. Thế kỷ 18 chứng kiến một quốc gia mà sau này sự tồn tại của nó chi phối cả thế giới, nước Mỹ. Để có thể giành được độc lập, những người dân Mỹ đã phải chiến đấu chống lại đội quân hùng mạnh nhất thế giới lúc đó là đế chế Anh. Và trận đánh làm thay đổi cuộc kháng chiến đó chính là trận Saratoga. Sau khi người dân thuộc địa ở Mỹ nổi dậy vào năm 1775, chính phủ Anh quyết định đưa lực lượng viễn chinh hùng mạnh của đế chế tham chiến. Ban đầu, với lực lượng vượt trội, người Anh liên tiếp chiến thắng quân đội thuộc địa non nớt. Tuy nhiên sau đó, quân Mỹ quyết định sử dụng chiến thuật du kích chứ không đối đầu trực diện quân Anh, khiến đối phương tổn thất nặng nề. Trước tình hình nguy cấp này, quân Anh quyết định tấn công vào vùng Saratoga ở New York nhằm làm chia cắt quân đội thuộc địa. Trận chiến này trở thành thảm họa cho người Anh, vì dù họ giành được những chiến thắng ban đầu nhưng lại phải chịu thương vong lớn. Trong khi đó, quân Mỹ ngày càng tập trung được lực lượng đông hơn và bao vây lấy quân Anh. Sau hơn nửa tháng chiến đấu, quân Anh kiệt sức, bị bao vây và cắt đứt liên lạc, cuối cùng phải đầu hàng người Mỹ. Đây là lần đầu tiên một đội quân đế chế Anh chuyên nghiệp phải đầu hàng một đội quân thuộc địa gồm phần lớn là nông dân. Trận đánh là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh thuộc địa giải phóng nước Mỹ. Từ đây, vị thế của quân Mỹ ngày càng củng cố. Người Pháp cũng trực tiếp tham gia giúp Mỹ đẩy quân Anh vào thế bị động và cuối cùng phải đầu hàng và từ bỏ xứ thuộc địa này. Trận đánh được coi là khởi nguồn cho chiến thắng cuối cùng, khai sinh nước Mỹ hiện đại làm thay đổi cả thế giới. Trận Midway năm 1942, chiến thắng nhờ sự mạo hiểm và quyết đoán. Nếu trận Stalingrad là bước ngoặt ở mặt trận châu Âu, thì cũng có thể nói trận Midway là bước ngoặt của mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Cuối năm 1941, Hải quân Nhật Bản thực hiện cuộc tấn công Trân Châu Cảng làm tê liệt một phần hạm đội Thái Bình Dương, đưa Mỹ chính thức bước vào cuộc chiến. Trong suốt thời gian trước trận Midway, Hải quân Nhật chiếm ưu thế vùng biển vành đai Thái Bình Dương. Tuy nhiên, họ muốn tiến xa hơn nữa với mục đích làm chủ toàn bộ Thái Bình Dương bằng cách tiêu diệt hải quân Mỹ tại Midway. Quân Nhật với âm mưu biến Midway trở thành một cái bẫy để dụ các tàu sân bay Mỹ đến để tiêu diệt, đã không ngờ rằng đây là mồi chôn cho chính họ. Tháng 6 năm 1942, Hải quân Nhật Bản tấn công căn cứ Midway. Hải quân Mỹ nhờ các thông tin tình báo đã biết rõ Midway là một cái bẫy. Họ quyết định dùng chính cái bẫy của người Nhật để hại người Nhật. Ba tàu sân bay của Mỹ tiến đến vùng biển đối đầu với bốn tàu sân bay của Nhật. Hải quân Mỹ tiến đến đúng lúc các cuộc không kích của quân Nhật đang diễn ra. Người Nhật với sự cẩn trọng quyết định chờ đến khi tập hợp đủ lực lượng khi trở về mới tổ chức tấn công. Điều này đã giúp quân Mỹ có thể ra tay trước. Người Mỹ đã có một quyết định mạo hiểm và táo bạo, đó là sử dụng toàn bộ lực lượng máy bay phóng ngư lôi làm mồi nhử để giành đòn quyết định cho các máy bay ném bom bổ nhào. Các lực lượng mồi nhử dù hy sinh, nhưng Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đánh lạc hướng toàn bộ quân Nhật. Không quân và phòng không Nhật quá tập trung vào các lực lượng này. Việc tiêu diệt nó đã dễ dàng, khiến họ trở nên chủ quan. Đúng lúc các lực lượng Nhật đang trong trạng thái tiếp nhiên liệu và đạn dược, thì đội máy bay bổ nhào của Mỹ xuất kích. Quá bất ngờ khi thấy quân địch, quân Nhật không thể phản ứng kịp do các vũ khí và thiết bị đang được tiếp tế. Cuộc tấn công thành công đến mức không tưởng. Ba tàu sân bay của Nhật bị trúng bom và bị đắm. Chiếc duy nhất còn lại bị ba tàu sân bay của Mỹ bao vây. Dù cố gắng, nhưng chiếc tàu này chỉ có thể làm hỏng nặng một tàu sân bay của Mỹ trước khi bị đánh đắm. Trận chiến kết thúc với chiến thắng quyết định của Hải quân Mỹ.
Trận đánh này là bước ngoặt của mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Hải quân Nhật mất đến 4 tàu săn bay mạnh nhất và vĩnh viễn không thể khôi phục sức mạnh như xưa. Trong khi đó, có thể nói từ chiến thắng này đã đánh dấu Hải quân Mỹ là lực lượng hải quân hùng mạnh bậc nhất thế giới, đánh bật thế bá chủ của Nhật tại Thái Bình Dương. Phần 4 cũng là phần cuối cùng trong series video về những trận đánh vĩ đại đã làm thay đổi lịch sử. Bạn ấn tượng với trận đánh nào nhất trong danh sách này? Hãy để lại nhận định ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại.